Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay em có đến gần xóm của em ở đây, nhà của cái anh đằng kia kìa. Đó, hôm nay đến đây để anh nhờ em ghi hình đang bán bò giùm cho anh. Nói chung là cái hoàn cảnh gia đình của anh thì ba của anh bị bệnh, thì anh đi làm ở chỗ khác về. Đó, thì do cái hoàn cảnh gia đình nó cũng hơi khó khăn nên bây giờ anh quyết định bán bò để lấy cái tiền để chăm cho ba mình đi bệnh viện. Thì đến đây để ghi hình đăng bán giùm cho anh. Thì bà con cô bác chúng ta xem ha, cảm thấy ưng muốn mua thì cứ liên hệ với em. Đây, đây là nhà của anh. Thì bây giờ bước vô mình coi coi hôm nay anh bán bò gì ha. Ủa anh, bước vô anh kêu ông chủ nhà giùm em cái. Đâu rồi, kêu bán bò gì đâu? Bán bò gì? Đi ra đây coi. Hôm bữa lại kiếm mà không có nhà. Đi hôm nay. Trời trời ơi. Rồi, đi vô coi coi hôm nay ông chủ nhà này ông bán bò gì đây. Rồi cái giá cả như thế nào ha. Nó trong đó nó tối không? Đâu dẫn ra mấy ngoài đây được không? Không tối đâu em ơi. Trong chuồng nó tối. Không tối đâu. Không có trong đó. Nhảy lắm. Cái máy quay vô trong đây. Bắt đèn không? Bắt đèn lên miếng. Bắt đèn này nó cũng ý là dẫn ra nó nhảy lắm. Cái gì á, bán con bò này đây ha. Ít dẫn ra. Bò này chữa nẻo gì chưa? Bò này chữa. Để dẫn con bệnh coi thử coi. Mấy thanh niên sao? Mấy thanh niên ở trần không vậy? Lên sóng rồi mấy thanh niên ở trần không vậy? Phê bò đầy đây. Thì nói chung là đến đây để ghi hình đăng bán nhìn cho cái anh này. Giờ không có được, trong đây tối lắm, không có ai thấy được con bò đâu. Thì dẫn ra ngoài đi. Đây đợi anh dẫn nha. Nắm dây chặt lại. Nè, cột vô góc cột nè. Ra đây coi coi hôm nay bán bò gì đây. Không có nghé đâu ha. Không có nghé đâu ha, bò đó tơ hay là sao, vô nọc chưa, tỉnh vô chữa về đồ chưa? Cái. Ừ. Bò đi đứng tới cũng trời ơi bò với ủi. Nửa đợt lần rồi em. Chập Covid thì tại xã đâu có ai cháy đâu. Thì giờ hỏi thiệt nha, rồi mình thương lượng giá coi được thì mình đăng lên ha. Bò này là chích đầy đủ hết chưa? Tiêm ngừa đầy đủ hết chưa? Lông móng với u hết rồi đó. Lông móng với u hả? Cái này là bò này giờ tình trạng của nó là tơ hả? Bò tơ, bò tơ. Chưa có vô nọc, chưa gì hết. Chưa, mới nửa đực lần này xả luôn á. Chập Covid thì chập Covid thì đâu có ai cấy đâu. Rồi thì bây giờ là tính bán nhiêu tiền đây? Bò này bán 25. 25 triệu hả? Bò 25 triệu giá hơi căng này. Kêu giá nhẹ nhẹ lại một chút, xét xiết lại trong bụng muốn bán nhiêu. Giờ là ở đây là cái giá là đưa lên sóng là bà con mua được là người ta mua hả? Ta không trả giá như là mấy ông lái. Thì bây giờ trong bụng ý muốn bán nhiều thì mình coi cái được giá thì bắt đầu mình đăng lên cho người ta mua ha. Ở đây thì bò nó có ai cho ăn thức ăn được không? Có mà, thức ăn đầy đủ. Rồi bò này được nhiêu tháng rồi? Bò này chắc cỡ chừng 2 năm đổ lại à. Là đi làm đâu có nhà đâu không biết nhiêu tháng chính xác ha. Đúng rồi cũng cỡ đó. Rồi bò này là lên giống rồi mà chưa có gieo tinh chưa gì hết. Chưa. Rồi nghe hôm anh Tư bệnh nay ở đỡ chưa? Rồi thì bây giờ đến đây ha. Ghi hình đang bán bò này giờ nói thiệt trong bụng muốn bán nhiêu tiền. Bò tơ chưa đẻ lứa nào nha cô chú chị bạn. Em cho em biết dạch răng lại dạch coi thử nó rất ăn chưa. Lạ. Thôi ông dạch răng coi thử coi. Ông biết dạch răng không? Coi nó có thai răng chưa. Né cưng. Coi thai răng chưa. Răng em bé. Chưa. Răng em bé đúng không? Chưa. Thì rồi bò này chưa thay răng nha cô chú anh chị bạn. Nói chung là cột nó trong chuồng suốt á, dẫn nó ra ngoài thì nó cũng hơi trững. Thì nè thì mình thấy nó cũng dễ ụi vậy chứ không gì hết trơn á. Thì con bò ở đây thì thích ngồi á.
Thì bà con cô bác nào cảm thấy ưng muốn mua thì cứ liên hệ với em ha. Bò này con bò 3B. Bây giờ trong bụng nói thiệt giá đi, muốn bán nhiêu nè, khỏi kêu thách nha. Rồi kêu vậy thôi. Còn cái được sao thì là ai có muốn trả giá thì điện thoại cho rồi, trực okay, tiếp cho chú Thật ha. Rồi. Thì cái số điện thoại của chủ bò thì bây giờ em sẽ để trực tiếp lên đây cho bà con cô bác nè, là đây đọc số điện thoại ông lên đây luôn đi. Có gì mà ai mà có bóp sớ về xe cộ đồ hay gì anh em nào thì ấy thì mình. Tại vì ông này á, thì nói chung đúng lý ra thì ổng lớn tuổi hơn em, nhưng mà cái vai của ổng hơi nhỏ, nó cũng chòm sớm không à. Nhưng mà giờ ổng không biết được ổng bán nhiêu, tại vì nói chung là gia đình của ông thì ba của ông bệnh á, giờ ổng bán giờ bò này cho nó khỏe vậy thôi, mình bán bò này rồi để cho cái ở nhà thì ba mẹ của ông á là khỏi chăm bò, với lại có thêm tiền để sinh hoạt trong gia đình ha. Thì bây giờ bà con cô bác là cảm thấy muốn mua con bò này thì cứ liên hệ trực tiếp với anh chủ bò đây. Nói chung bò này thì nói chung là ok, không có gì bò đâu. Này ra đây đọc lớn số điện thoại lên đây, số điện thoại là số nhiêu rồi đọc lại 0382 104 204, 0382 104 204. Rồi ảnh ra tới kìa, ông bán bò ông cho không cho chứ. Okay, okay. Anh Tư khỏe chưa? Chưa trời ơi, rồi ốm quá ốm rồi. Nó ăn uống gì được không anh? Rồi nói chung anh em thì cũng hơi không có đạn đầy đủ, chứ về ăn đầy đủ là ok dữ lắm. Bò này là chưa thay răng nha, bò này còn lứa bò. Nếu bò này khoảng ăn đầy đủ đồ là bò này bò khoảng 13 14 tháng tuổi á cô chú anh chị bạn. Thì chân móng thì theo em quan sát là móng sò. Đây. Cầm thì đứng thẳng bình thường ha, rúng thì đầy đủ. Này là chích ngừa là viêm da nổi cục với lại lông mầm lở móng rồi. Bò này là size tích thì nghiêm chỉnh. Bò bóng 7 thì nhìn thấy nó cũng mướt đó. Bò tơ mà. Cũng để nè, cũng để mắt đại nái, nhưng mà giờ cũng đi làm không có để thôi, ai ấy được chia lại. Rồi, thì cái giá bây giờ muốn bán là 25 triệu đó, rồi, còn rồi. Ai trả giá hay là lên xuống gì thì điện thoại trực tiếp ha. Rồi, ok. Cái số điện thoại của chủ nhà thì em có để ý, hồi nãy chủ nhà có đọc đó cô chú anh chị các bạn. Rồi chúng ta vui lòng chúng ta tua lại chúng ta nghe ha. Trả giá nhiêu thì điện trực tiếp cho chủ nhà ha. Có gì mình thương lượng lại. Rồi có gì thương lượng giá với chủ nhà trực tiếp ha. Nhát các bạn. Bò này thì chiều cao nó khoảng 1m3 bò. Còn bự nữa, còn bò còn bự lắm. Bò này khoảng 13 tháng tuổi nha cô chú anh chị và các bạn. Đó, rồi thì bây giờ em cũng chưa đủ sức. Không biết nói gì thì nói chung em biết chắc chắn là em lại gần nó để em đo chiều cao thì nó sẽ không được rồi đó. Bò này thì em nhắm thì nó khoảng 1m3 bò tại phía sau sân khu đó đó. Thì cô chú anh chị và bạn nào cảm thấy muốn mua thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò. Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay em có đến đây để ghi hình đăng bán giùm cho cái anh này hai mẹ con. Ở đây có một bộ mẹ con nè. Con mẹ là Bô Xin, con là con Cái Kem. Mẹ này đẻ con lứa đầu nha. Nó thì con Cái Kem này thì hiện đang là 7 tháng nha. Con mẹ thì bơm tinh được 2 tháng hơn rồi. Đó, thì ở đây bộ mẹ con này thì con là con Kem Trắng. Con mẹ là con Bô Xin. Đây, nhìn nè. Bộ mẹ con này thì bây giờ em sẽ báo giá trực tiếp cho cô chú anh chị và các bạn luôn ha. Bộ mẹ con này đang có giá là 36 triệu. Con là con Cái Kem Trắng nhìn rúng yếm nè. Rất là đẹp luôn đúng không? 36 triệu mà con bò con bây giờ tách ra nó cũng nằm giá trên 18 triệu quý vị và các bạn. Đó, rất là đẹp. Xin lỗi mọi người nghe điện thoại khách hàng cái nha. Chân móng nè. Đó, móng sò rúng yếm nè. Đó, hình ảnh nè, rất là ok đúng không? Sái tích thì hoàn toàn nghiêm chỉnh nha. Đây, sái nghiêm chỉnh. Cấp mình chiều cao nè, con nó muốn bằng mẹ luôn á. Bò con này nó có thuộc về bò lai nên nó cao giò thấy ghê không, toàn lớn đó. Bộ mẹ con này bây giờ anh chủ nhà muốn bán với giá là 36 triệu nè chú anh chị và các bạn. Rúng nè, thấy không, rúng bò con giống rúng bò mẹ ghê không đó, thấy chưa. Chân móng nè, cũng là móng sò hết nha. Con mẹ này bơm tinh 3B lại nha, con mẹ này bơm tinh lại là tinh 3B đó. Con mẹ thì nói chung là không có giá đốm, nhưng mà con cái mắt nó hơi điểm mi. Đây để em qua xe qua cho chú anh chị và các bạn ta coi cho rõ ha. Mẹ này là mẹ đẻ lứa đầu nha, mẹ Bô Xin đẻ lứa đầu.
chiều cao dao động chắc tầm khoảng từ 1m3 vò dàn dậu nè. Đó, con nó giống y xịn mẹ luôn, chân móng trước chân móng sau rúng vú tơ đẻ lứa đầu, mày nhìn cái vú là mình biết rồi ha. Đó, mẹ này bảo hành bao lòi lú cho tôi xin điều và các bạn luôn. Đó, bộ mẹ con này hiện đang có giá là 36 triệu nha. Con là cao 1m2 đó, mới có 7 tháng mấy 8 tháng thôi mà nó cao muốn bằng mẹ luôn. Nó bò con này tính ra nó tốt. Cô chú anh chị các bạn nào nhắm cảm thấy muốn mua thì cứ liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại em để trong hình. Đây là đầu cổ, mặt mày, chân móng luôn, rất là ok luôn. Đó, mình nhắm mình mua được thì mình cứ liên hệ với em. Số điện thoại thì em để trên màn hình nha. Đấy. Xây mặt, xây lưng. Cấp mình lưng dai nè, khỏi chê rồi. Nó mấy con bò lai thì cô chú anh chị các bạn biết ha, dàn dậu nó giống mẹ nó ghê không. Đó, bộ mẹ con này đang có giá là 36 triệu. 36 triệu thì bây giờ mình phân tích đi cô chú anh chị các bạn. Đó, nếu như mà bà con cô bác thấy con bò cái này nó đẹp này. Phải không? Bò cái này đẹp tốt. Qua bự nữa chứ. Đó, mình thấy không? Thì con bò con này bây giờ tách ra cũng trên 18 triệu rồi. Thì con mẹ còn lại bao nhiêu đâu, đúng không? Thì cô chú anh chị và các bạn còn chần chờ gì nữa mà không nhấc máy lên và gọi ngay cho em. Bộ mẹ con này khá phù hợp túi tiền với mình, phù hợp túi tiền với những cặp vợ chồng, những anh những chị chúng ta mới có chồng có vợ đó, ta ra riêng ha, có thể mua mọi mẹ con này về. Trong khi đó con mẹ đã phối tinh rồi, nếu như mà may mắn thì cô chú anh chị và các bạn về khỏi giao tinh lại mà mẹ có chữa. Còn nếu như mà nó lên giống lại thì cô chú anh chị và các bạn về chỉ việc mà chúng ta phối tinh lại thôi chứ đâu có gì đâu. Bò này bảo hành bao lời lú cho cô chú anh chị và các bạn mà. Chân móng nè, đó thấy không, chân móng sò cùm thì đứng thẳng, con cũng vậy luôn. Đó, bộ mẹ con này chỉ có giá 36 triệu thôi cô chú anh chị và các bạn. Nhắm mua được thì cứ liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại em để trên hình nha. Lát nữa em thề sẽ sử dụng cái thước ra để đo thử chiều cao, hạo thử cho bà con cô bác chúng ta coi thử coi, mình coi cái mình mua được không. Nếu mà mua được thì cứ liên hệ trực tiếp với em ha. Đó, nếu như bà con cô bác mà ai mà có nhu cầu muốn tách con bò con này ra ha, tách bò con ra hoặc là mua bò mẹ thì anh cũng sẵn sàng tách cho chú chịu của bạn luôn. Nếu như mà tách bò con ra thì bò con này anh bán 18,5 triệu nha. Còn nếu như mà tách bò mẹ ra thì con bò mẹ này anh bán cũng giá là 18,5 triệu nha. Còn nếu như mà mua hết hai mẹ con thì giá là 36 triệu. Đây, bà con cô bác anh chị em ở gần xa có nhu cầu muốn mua thì cứ liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại em để trên màn hình để chúng ta có thể chốt được bộ mẹ con này. Bộ mẹ con cực kỳ yêu thương. Đó, thấy không, chân móng cho tới lưng dai đùi đít ha, thả đòn dài. Con này là con kem trắng nha. Thôi em lấy cái thước đây em đo thứ chiều cao. Đây, chiều cao của con bò con thì nó dao động tầm khoảng từ 1m22-1m23. Đó, con bò con này chiều cao 1m22 nha. Con bò mẹ này chiều cao nhiêu đây? Bò mẹ chiều cao 1m31 nha cô chú anh chị các bạn. Đó, bà con cảm thấy ai có nhu cầu hay là vừa túi tiền với mình, cảm thấy thích đôi bò này thì cứ liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại em để màn hình. Rồi, thì bây giờ em xin kính chào, hẹn lại cho chú anh chị và các bạn video kế tiếp.